đây thầy muốn lộ diện một skill kinh điển cho các em là skill đếm dòng. Đếm dòng phát đáp án đúng luôn này. A này, B này, C này, D này, B. A này, B này, C này, D này, B. Bip 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 bip. Em thấy chưa? Đấy, cứ đếm là đúng thôi. Kiểu là bí thuật nha. Bí thuật này sẽ truyền thụ lại cho anh em sau. Đấy chưa? Không phải làm. Đấy, không làm mà vẫn có ăn. Đấy, không làm đáp án vẫn đúng nha. Anh em thấy hợp lý không? Đúng, 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 hợp lý. Hợp lý chưa? Đúng luôn. Cái kỹ thuật này nó là một bí thuật. Kỹ thuật này thầy sẽ bật lý sau. Cái này mà nhiều người biết là không hợp lý lắm. Cái này ít người biết thôi nha. Đấy, bí thuật này nó kinh điển lắm nha. Cái này không nhiều người biết được nên là cho một số ít người biết thôi nha. Và vì sao thì thầy nói sau. Đấy chưa? Ok không ạ?